Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh xe cộ. Thì hôm nay kênh xe cộ lại tiếp tục chia sẻ cho các bác một chiếc con xe ben độ cabin. Thì hôm nay cũng đã hoàn thành, thì mình sẽ quay review cho các bác xem, chạy thử cho các bác xem nha. Nếu ai chưa đăng ký kênh của mình cho xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho kênh xe cộ nha. Thì Gray Thiên đã sơn sửa đầy đủ rồi, hôm nay sẽ test và giao cho chủ xe luôn. Bây giờ sẽ đi test nữa. Em luôn đã xong chiếc xe ben rồi. Bên này là con bốn máy hôm bữa. Sơn sửa xong xuôi hết, vẫn còn bảng số. Ben thế. Bây giờ đang ben thử. Xe này ben hơi chậm nha, tại vì cái thùng nó nặng. Thế phần ben xe thì không có độ, để nguyên zin luôn. Xe này độ cái cabin thôi. Đấy. Hôm bữa mình cũng quay cho các bạn xem rồi. Đấy, ben cũng rất là cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, phần đổ máy khá đẹp. Cái nó có rồi yên bình nhật cơ bình nó rồi. Yên nó à? Yên, yên lăng lòng kê nhìn. Chị là tôm gì à? Phát hình dễ cơ. Bình lật cập. À, nó. Mạp nó còn, mạp nó liên e chẳng lợi ịnh nhỉ? Rồi, cảm ơn các bác đã xem video này. Nhớ con cho kênh Xe Cộ một like, một đăng ký kênh nha. Ai có nhu cầu làm xe liên hệ Grai Thiên. Rồi, cảm ơn các bác. Chào các bác nha.